Ngọc Trai xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Bác sĩ nói gì. Chương trình được phát sóng vào lúc 9:30 sáng, chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin y tế, nơi sẽ cập nhật những thông tin về sức khỏe, y tế nổi bật trong thời gian vừa qua. Bệnh viện Quân y 175 vừa thực hiện chuyến cấp cứu đường không đưa bệnh nhân là ngư dân Trần Quốc Oanh, 41 tuổi, tỉnh Bình Định, từ đảo Phan Vinh, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa, bị đột quỵ não về đất liền điều trị. Trước đó, vào khoảng 10 giờ 40 phút ngày 25 tháng 9, trong lúc đánh bắt hải sản, ông có biểu hiện đau đầu dữ dội, nôn khan, co giật, sùi bọt mép, kích thích đau không đáp ứng. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, ông được các ngư dân trên tàu đưa vào bệnh xá đảo Phan Vinh, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, co giật, đồng tử 1mm, không đáp ứng ánh sáng. Thông qua hội chẩn telemedicine với Bệnh viện Quân y 175, các bác sĩ chẩn đoán ban đầu nhận định ngư dân bị vỡ phình mạch não, chưa loại trừ viêm màng não, tiên lượng rất xấu. Bệnh nhân đã được trực thăng của binh đoàn 18 cùng tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã bay ra đưa về đất liền điều trị. Hiện ngư dân đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực. Theo thông tin từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, so với cùng kỳ năm 2019, số ca tử vong do bệnh dại của nước ta đang gia tăng. Cụ thể, cả nước đã ghi nhận 57 ca tử vong do bệnh dại tại 29 tỉnh thành. Đáng lo ngại đã xuất hiện ca mắc bệnh dại ở những tỉnh mà trước đây không có trường hợp bệnh nhân nào. Trên thế giới, bệnh dại đã lấy đi sinh mạng của gần 60.000 người mỗi năm, chủ yếu là trẻ em ở các nước đang phát triển. Theo đó, cứ 15 phút lại có một người chết vì bệnh dại. Vì vậy, rất cần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng. Gia đình nào nuôi chó mèo đều phải tiến hành tiêm phòng dại cho vật nuôi. Người bị chó mèo cắn phải đi tiêm phòng dại ngay lập tức, tuyệt đối không nên đến thầy lang để chữa bệnh. Một bé gái 22 tháng tuổi ở Lục Nam, Bắc Giang bỗng dưng ngã gục, xuất hiện vết thương sau cổ và bị chảy máu nhiều. Theo gia đình bệnh nhi, khi đang chơi trong sân nhà cùng chị gái, gia đình bỗng nghe thấy bé khóc lớn. Lúc đầu bố tưởng cháu chơi đùa với chị nên khóc. Khi chạy ra bế trẻ, bố cháu bé mới thấy sau cổ bé xuất hiện một vết thương nhỏ nhưng chảy nhiều máu. Gia đình lập tức đưa trẻ đến bệnh viện huyện và tỉnh cấp cứu. Các bác sĩ tại đây chẩn đoán ở cổ bé có dị vật hình tròn giống viên bi và chuyển tuyến lên bệnh viện Nhi Trung ương. Khoa tỉnh thì thấy cháu bị dị vật như thế thì bác sĩ bảo là nó phần thịt, nhưng mà tức là kiểu như chắc là bác sĩ ở tuyến tỉnh thấy các cháu bé quá nên là cũng không làm hậu thuật. Thì các bác sĩ ở tuyến tỉnh mới viết giấy thiệu lên Nhi Trung ương này. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các kết quả của chụp chiếu cho thấy trẻ có dị vật rất nguy hiểm, sát cục sống cổ, có nguy cơ tổn thương mạch máu vùng cổ. Nếu không được cấp cứu kịp thời, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Rất may đây là không phải là viên đạn nổ. Nếu mà viên đạn nổ thì nó sẽ phá hủy bên trong rất lớn. Nhưng đây là cái viên đạn bi, bắn bi có thể là súng hơi. Bắn bi nên là nó cái mức độ phá hủy thì nó không lớn, xung quanh nó không lớn. Nhưng với bắn vào vùng cổ gáy thì có thể gây tổn thương các mạch máu, thần kinh, thì có thể gây nên nguy hiểm đến tính mạng nếu như không được cấp cứu kịp thời. Sau phẫu thuật, trẻ đã tỉnh táo, ăn uống tốt, không sốt. Tuy nhiên, các bác sĩ nghi ngờ dị vật này là đạn bắn từ súng tự chế. Do vậy, các bác sĩ cũng đã thông báo với gia đình để gia đình thông báo với công an địa phương điều tra, tìm hiểu và cảnh báo cho người dân. Theo số liệu thống kê, trong khoảng 2 tuần trở lại đây, tại tỉnh Đồng Tháp, số ca mắc sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng. Tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, từ đầu tháng 9 tới nay, liên tục tiếp nhận các ca sốt xuất huyết. Chỉ tính riêng ở một phòng bệnh, trong 5 trẻ mắc sốt xuất huyết, một bé phải trợ thở truyền dịch. Một thực tế khiến hầu hết trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng là do đã trải qua quá trình tự điều trị ở bên ngoài hoặc tự mua thuốc uống vì nhầm tưởng là bệnh thông thường. Thậm chí có trường hợp nhập viện trễ đến mức cơ thể rơi vào tình trạng bị sốc. Sốt bình thường thôi, cũng đâu có nghĩ là nó bị sốt xuất huyết hay nặng gì đâu. Nghĩ là nó bị một lần thôi chứ không có nghĩ là tái lại nữa. Đó, cho nên mình cũng chủ quan. Khi mà chúng ta bị một cái tiếp này thì chúng ta sẽ không bị nó nữa. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn thể bị các tiếp còn lại. Chính vì vậy mà một người có thể bị tối đa là 4 lần. Chúng ta có uống thuốc ở nhà mà 2 ngày vẫn còn sốt cao thì tốt nhất là nên đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám rồi làm các xét nghiệm cần lâm sàng để chẩn đoán xác bệnh. Để mà chúng ta có một cái hướng điều trị thích hợp. Nếu mà chúng ta mà lây quay ở nhà rồi tự điều trị rồi tự mua thuốc uống rồi đến bệnh viện trong tình trạng trễ thì rất là nguy hiểm. Từ đầu năm đến nay, Đồng Tháp ghi nhận trên 1.600 ca mắc sốt xuất huyết. Tính riêng 2 tuần đầu tháng 9 có trên 200 ca mắc, tăng ở hầu hết các huyện thị xã. Theo các bác sĩ, một khi sốt xuất huyết đã chuyển sang thể nặng thì rất nguy hiểm. Do đó, việc phát hiện và điều trị kịp thời là điều cần thiết. Lợi dụng tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp,
một cặp vợ chồng từ huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông đã sang thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tiêm vaccine bạch hầu chui đã gây tâm lý hoang mang cho người dân. Từ tin báo của quần chúng, công an xã Cư Ea Eber, thành phố Buôn Ma Thuột đã phát hiện Võ Thị Châu Hà, 38 tuổi, là nữ hộ sinh ở trung tâm y tế huyện Cư Rút và chồng là Nguyễn Xuân Tuấn, 36 tuổi, làm việc tại trung tâm văn hóa huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, đang đến thôn 8 xã Cư Ea Eber tổ chức tiêm vaccine bạch hầu cho người dân. Cặp vợ chồng này khai nhận được một người quen ở thôn 8 xã Cư Ea Eber liên lạc qua điện thoại đề nghị tiêm giúp vaccine bạch hầu cho gia đình. Lúc này, Hà nói với người quen là phải gọi thêm được nhiều người khác đến thì mới sang tiêm. Sau khi thống nhất với nhau, Hà cùng chồng đã đến tổ chức tiêm vaccine bạch hầu cho 36 người dân với giá 90.000 đồng một mũi. Tại thời điểm bị kiểm tra, vợ chồng Hà không xuất trình được bất cứ giấy phép và chứng chỉ hành nghề nào. Qua kiểm tra, công an xã và trạm y tế xã Cư Ea Eber đã tạm giữ của cặp vợ chồng này nhiều vật chứng vi phạm, trong đó có 6 lọ vaccine uốn ván bạch hầu hấp thụ hiệu Ivac, 3 lọ đã sử dụng hết. Đáng nói là có một lọ khác cũng đã được sử dụng hết, nhưng không có nhãn mác là thuốc gì. Tại vì ở đó là quán cà phê, người ta đi vô đi ra nhiều á, nhưng người ta thấy tiêm và người ta hỏi. Thì hỏi xong người ta thấy cũng lo sợ, tại vì hiện bây giờ cái bệnh bạch hầu đang có ở Đắk Lắk nè. Thì người ta cũng lo sợ, cho nên người ta cũng tiện thì người ta cũng ghé chích ngừa luôn. Nó không có đúng một tí nào theo quy định của quy định về tiêm chủng. Theo quy định tiêm chủng thì trước hết tiêm là phải có khám sàng lọc là khâu quan trọng nhất. Trường hợp nào được tiêm và trường hợp nào hoãn tiêm và trường hợp nào sẽ không tiêm. Khi mà mình không làm tốt cái công tác về sàng lọc trước thì tiêm vào thì đầu tiên là người ta sẽ sốc về vấn đề vaccine. Kiểm tra những cái dụng cụ của người này mang theo thì không có cái hộp chống sốc. Thì khi sốc vaccine ở những người mà đi tiêm thế này thì không bao giờ mà xử lý được. Thì khả năng dẫn tới tử vong rất cao. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng đối với Võ Thị Châu Hà. Theo quy định, việc tiêm vaccine phải được thực hiện theo một quy trình bắt buộc rất nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho người được tiêm. Vì vậy, người dân hãy đến các cơ sở y tế có đủ điều kiện cần thiết, không nên để cho những người đi tiêm dạo, tiêm chui như thế này, tiêm vaccine vào người để phòng tránh những chuyện tiền mất tật mang. Các bạn khán giả thân mến, Ngọc Đại đã quay trở lại đây và cùng với lại sự xuất hiện của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Vâng, xin chào Ngọc Trai, xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và chủ đề ngày hôm nay nó hơi nhạy cảm xíu, nhưng mà bàn luận về bệnh mà cũng như triệu chứng mà nhạy cảm xíu, nhưng mà quan trọng là những cái ý kiến này nghe rất là bổ ích các bạn . Rối loạn tiểu tiện và nguy hiểm chớ chủ quan. Nghe chủ đề xong cái tự nhiên thấy nó xoắn xoắn. Và trước khi chúng ta sẽ cùng bàn luận chi tiết hơn về chủ đề ngày hôm nay, xin mời các bạn khán giả hãy cùng theo dõi một đoạn video clip nhé. Mẹ với cậu tới rồi nè. Ủa mẹ con sao vậy cô Út? Không biết chị hai bị cái gì mà đi từ dưới quê lên đây có 2 tiếng đồng hồ mà bà mắc tiểu 4-5 lần. Cứ mỗi lần bà mắc là tao phải ghé vô quán cà phê để cho bà đi nhờ. Đó nè, đây ghé qua ghé lại ghé tới ghé lui. Đó một đống, uống nổi không? Tí nị ơi. Dạ con nghe nè mẹ. Mẹ kêu con gì vậy? Mẹ nói con nghe nè. Sao dạo này mẹ đi tiểu nhiều lắm. Một ngày có khi mẹ đi cả chục lần vậy đó. Mà mẹ đâu có uống nước nhiều đâu. Nhiều khi đang ngồi vậy cái mắt tiểu ngang thiếu điều mẹ chạy đi không kịp luôn nữa. Sao mẹ không nói cậu, dẫn mẹ đi khám đi. Bậy nè, cậu con là còn con trai tân. Sao mẹ nói được. Mẹ nói vậy tội nghiệp cậu con. Con quên. Nhưng mà bữa nào con dẫn mẹ ra bác sĩ khám lại cho chắc nha mẹ. Việc tiểu tiện thì chúng ta làm hằng ngày rồi, thành như một thói quen luôn. Nhưng mà để hiểu rõ hơn về cơ chế tiểu tiện trong cơ thể con người chúng ta diễn ra như thế nào xin mời những ý kiến đến từ bác sĩ. Chúng ta hiểu nó bình thường, nhưng mà nó có một cái chuyện rất là quan trọng là nó thải độc giúp cho cơ thể. Trong cơ thể chúng ta có nhiều con đường thải độc, da nè, hô hấp thở nè, đi cầu nè và đi tiểu. Thì như vậy nó là một cái kênh để giúp cho thải độc, và do vậy bắt
buộc mỗi ngày chúng ta phải đi tiểu ra một cái lượng nước tiểu nào đó. Thì cái cơ chế nào nó được tạo ra cái điều như thế này, để có được nước tiểu thì phải do cái thận. Cái thận của chúng ta hai nằm ở hai bên hông lưng này nè. Và khi chúng ta uống nước vào, hay chúng ta ăn canh, hay chúng ta ăn súp, tất cả mọi thứ đó, nó phải hấp thu vào trong máu. Tất cả máu trong cơ thể chúng ta trong cái quá trình mà vận chuyển nó đều đi qua thận. Và tới thận rồi, cái nhiệm vụ của thận là nó lọc, nó giữ lại tất cả mọi chất bổ dưỡng. Những cái chất gì mà không cần thiết, hay là độc, hay là gì đó cần thải ra, thì nó sản xuất ra trong nước tiểu, rồi nó đưa xuống bàng quang. Thì từ thận đi xuống bàng quang đó, nó có cái niệu quản. Tới bàng quang, nó giữ ở đó cho tới khi được 400-600ml. Bàng quang nó có một cái cổng. Cái cổng này do thần kinh điều khiển. Khi đầy được 400-600ml, thì cái cổng bàng quang này mắc tiểu thì nó sẽ điều khiển từ trên não, nó điều khiển mở cái này ra và tống xuất theo cái đường niệu đạo đi ra ngoài. Cái cơ chế mà để cho người ta đi tiểu tiện đúng giờ, đúng giấc hay đúng ý định của mình, nó không có gây ra những cái phản cảm này kia kia nọ đó, do cái cơ chế thần kinh là chính. Thần kinh gồm có thần kinh trung ương đi xuống, rồi thần kinh cơ tại chỗ và các cái bộ phận ở chung quanh nó, và cuối cùng hết đó, là cái niệu đạo đi ra ngoài. Nếu như vậy thì theo cái cách nghĩ đơn giản của em về rối loạn tiểu tiện nha, nó giống như là mình bị kẹt xe vậy đó, là cũng có một cái luồng thông tin mà nó đi phải hết một vòng thì là nó mới đúng quỹ đạo, còn cái này đi tới đây cái nó bị kẹt xe. Rối loạn tiểu tiện nó nhiều chuyện lắm. Bí tiểu đó, mình nói từ ngoài vô trong, bí tiểu là cái đoạn mà bên ngoài niệu đạo đó, nó bị bít, nó bị nhiễm trùng tiểu, nó bị gì đó, nó không có đi ra được. Bí hay là tiểu lắc nhắc hay là tiểu buốt, thì cái tiểu lắc nhắc tiểu buốt này có thể do cái nhiễm trùng đường tiểu dưới, hoặc là do cái phì đại tiền liệt tuyến nó chèn vô. Tiểu buốt cũng là rối loạn tiểu tiện. Khi đi tiểu thì cảm giác rất buốt, rất rát ở đường tiểu, đó là nhiễm trùng. Chúng ta còn dùng cái từ nữa, cũng buốt rát nhưng mà nó đau từ trên, đó là sỏi. Khi sỏi, cái cục sỏi nó nằm trong niệu quản thì nó cũng có thể làm ảnh hưởng tới cái đường nước thận bài xuất xuống bàng quang, và cố gắng để nước nó đi xuống được thì cái cục sỏi này nó cử động, nó di động, nó chưa có chạy xuống nhưng mà nó cử động thôi, nó cũng làm cho ảnh hưởng cái niệu quản và đau rất dữ. Rồi tiểu dầm, có khi con nít đó thì nó ngủ rồi nó đi tiểu nó không biết, hoặc là nằm mơ thấy đi tiểu. Có những người bị bệnh tâm thần hay những cái rối loạn về tâm lý thì họ cũng tiểu dầm đó, hay là cái tiểu nó không tự chủ, mắc tiểu một cái chưa chạy tới nơi nó đã xón ra ngoài, nó chảy ra ngoài, tự chảy ra ngoài, thì đó là tiểu xón đó. Thì cái rối loạn tiểu tiện nó rất là phong phú, đa dạng, nhiều hình thức. Có một cái trường hợp cụ thể là chính bản thân em luôn, hồi xưa em nhớ rõ ràng luôn là lúc hồi là lớp 5 em bị một cái bệnh rất là lạ, là em phải đi về nhà em mới đi toilet được, giống như là mình quen không khí vậy đó. Thì xui sao hôm đó tự nhiên cái em bị gấp vì em ngủ quên, em đi học xong cái là em quên tiểu tiện luôn, em nín, là em nhịn từ buổi sáng cho tới gần 2 giờ chiều. Đối với em cái cảm giác đó nó khó chịu, giống như là em đang tự đấm vào bụng mình rất là nhiều đó. Và khi mà về nhà em tiểu tiện thì ô trời, nó đau một cách khủng khiếp. Vậy thì cái vấn đề nhịn tiểu một khoảng thời gian dài là nó ảnh hưởng rất nặng đúng không bác sĩ? Cái nhịn tiểu đầu tiên hết á, là nó làm cho cái cơ bàng quang mình nó giãn nở. Mà khi cái cơ bàng quang giãn nở không kiểm soát, lần hồi, cái gì cũng vậy. Như chúng ta tập thể dục mà chúng ta tập không đều thì một cái tay to, một cái tay nhỏ. Thí dụ như thế, cái cơ bàng quang cũng vậy. Khi bắt nó, chúng ta nhịn tiểu thành thói quen thì nó sẽ giãn ra và đến một lúc nào đó nó đơ. Cái cơ bàng quang nó sẽ không co thắt và nó không có chứa đựng được nước tiểu như ý mình mong muốn. Có thể tiểu xón, có thể nước tiểu vừa có, cái mắt đi tiểu phải đi tiểu liên tục trong ngày. Khi mà chúng ta giữ nước tiểu lâu như vậy đó thì có thể nó gây cái nhiễm trùng tiểu. Nó gây cái nhiễm trùng tiểu do ứ động, hoặc là cái nhiễm trùng tiểu ngược dòng. Nó đi vào và nó giữ lại ở chỗ bàng quang này đó thì có thể nó đi ngược lên trên thận. Nó gây ra hậu quả là không phải chỉ có tại chỗ bàng quang, viêm bàng quang không thôi, mà nó đưa đến viêm đại bể thận, viêm niệu quản, vân vân. Và nó ứ lại thì nó có thể nó làm cho cái tạo nên cái tình trạng là ứ nước ở bể thận, thì nó còn gây ra những cái hậu quả nặng nề khi cái thận chúng ta bị tổn thương. Có những trường hợp mà chấn thương chạy xe té rất nhẹ thôi nhưng mà vẫn tử vong bởi vì vỡ cái bàng quang, bởi vì lúc đó cái bàng quang nó căng đầy quá rồi chịu không nổi vỡ ra. Mà khi một cái người ta lại chú ý tới những cái chấn thương bên ngoài, người ta lại không chú ý tới những ở bên trong, rồi cái thời gian vàng nó mất đi, đến được bệnh viện thì đã xong rồi. Thì nói như vậy để trở lại là đừng có nín tiểu. Wow, vậy thì là rối loạn tiểu tiện thì em thấy nó có thể đến từ rất là nhiều nguyên nhân luôn. Đúng rồi.
khi mà cái bàng quang chúng ta căng giãn nó không có đồng bộ, nó cũng sẽ đưa đến cái là một nguyên nhân nó làm cho kích thích, làm cho rối loạn đi tiểu. Kế nữa đó là những cái trường hợp bị viêm từ ở bên trên, tức là đài bể thận nó ảnh hưởng, nó bài xuất nước tiểu không đúng, không đầy đủ, nó có thể làm cho không có nước tiểu. Rồi cái tại chỗ thì có thể cái người lớn á, đàn ông tiền liệt tuyến nó to, nó chèn vô. Hoặc là cái người phụ nữ thì cái cơ sàn chậu hoặc là cái sàn chậu nó bị sa xuống, tử cung nó sa xuống thì nó cũng chèn vô cái cổ của bàng quang. Đối với người cao tuổi thì nó lại có cái chuyện là ngoài cái phì đại tiền liệt tuyến ra, nó còn cái chuyện là do cái hệ thống thần kinh điều khiển nó cũng không tốt, cho nên là nó gây ra cái tình trạng đi tiểu lắc nhắc hay là xón tiểu. Và một cái trường hợp nữa là do yếu tố thần kinh cơ tại bàng quang và hệ thống thần kinh của toàn cơ thể, nó gây ra một cái chuyện là bàng quang tăng hoạt, nó cứ lúc nào cũng kích thích muốn đi tiểu gấp, mặc dù ra đi tiểu có một chút xíu đó, thì nó đi cả ngày, mỗi lần vừa có nước tiểu xuống tới bàng quang là lập tức phải đi ra. Thì đó là những cái nguyên nhân mà nó có thể đưa đến cái rối loạn của cái tiểu tiện. Và ngoài ra đây là những cái điều mà không ai muốn, nhưng mà nó cũng vẫn có thể, đó là ung thư. Các cái loại ung thư, từ ung thư bàng quang, ung thư thận cho tới những cái chỗ ung thư khác, nó đều có thể ảnh hưởng thông qua hệ thống thần kinh và nó có thể làm ảnh hưởng đến cái tiểu tiện cho chúng ta. Nếu như vậy thì khi mà bị bệnh rối loạn tiểu tiện á, thì cái hướng giải quyết cũng như là cái hướng điều trị sẽ như thế nào? Cái việc đầu tiên hết, khi có bất kỳ một cái rối loạn tiểu tiện nào, chúng ta cũng đều nên đi khám bệnh để thầy thuốc người ta chẩn đoán cho được nguyên nhân, người ta nhận diện ra được nó là cái gì. Nếu là vấn đề thuộc về yếu tố tinh thần, thần kinh thì người ta sẽ có các phương pháp chữa khác. Còn nếu mà do nguyên nhân thực thể, tức là thí dụ có nhiễm trùng tiểu, hay thí dụ phì đại tiền liệt tuyến, hay thí dụ như sa sàn chậu, hay sỏi niệu quản, vân vân, tất cả những cái đó người ta giải quyết cái thực thể, giải quyết cái nguyên nhân gốc thì nó sẽ giải quyết cái vấn đề rối loạn tiểu tiện. Thì như vậy bắt buộc chúng ta phải đi khám. Tuy nhiên một cái điều mà chắc Ngọc Trai cũng mong muốn có cái trả lời là chúng ta có thể làm gì cho mình trong cái việc mà khi có cái rối loạn tiểu tiện. Cái việc đầu tiên hết để tránh rối loạn tiểu tiện là không có nín tiểu như Ngọc Trai. Khoảng cách giữa hai lần đi tiểu cả khoảng 3 đến 4 giờ đồng hồ là vừa. 3-4 tiếng đồng hồ chúng ta đi tiểu một lần là vừa, chứ còn đừng có một tiếng đồng hồ chạy đi lần, nó tập cái thói quen không hay. Nhớ uống nước cho đủ để cái thận nó có cái điều kiện nó lọc cho tốt. Và mỗi ngày chúng ta đi tiểu ra khoảng 1.2 lít đến 1.5 lít, tùy theo cái lượng nước uống vào và tùy canh ăn. Và điều trị cái đường tiểu tiện này, tuy rằng chúng ta nghe có cái đơn giản, có cái phức tạp, nhưng nên tuân thủ theo cái phác đồ của bác sĩ, đừng tự ý. Bởi vì có khi chúng ta tự ý thì nó giải quyết được một chút xíu, nhưng sau đó rồi nó lại tái lại, và cái tái lại nó làm cho khó khăn hơn. Hồi nãy bác sĩ có nói tới một ý là một ngày là chúng ta nên đi tiểu tiện là trong khoảng bao nhiêu ml đi, thì bác sĩ có đưa ra một con số như là 800. Giờ thí dụ đi nha, em không thể nào mà là để cái ly xong cái em đi vô ông trỏng rồi em cứ để đó cả ngày để em đo được, không thể. Vậy thì là mình có cái cách nào mà là nó để em dễ thực hiện không bác sĩ, em có thể biết được? Đúng, cái đây là một cái thực tế. Bởi vì khi mà cái người bị suy thận hay người bị có rối loạn tiểu tiện thì chúng tôi hay bắt phải đi tiểu vào một cái vật gì đó để đông. Nhưng mà đối với người bình thường như thế này, khi chúng ta nghe chương trình thì chúng ta tự hỏi là làm sao để chúng ta biết điều đó. Chúng ta nhớ nè, mỗi ngày đi tiểu vào khoảng 6 lần, mỗi lần như vậy khoảng 1 lon sữa bò. Chúng ta án chừng thôi chứ không thể. Một lon sữa bò, chúng ta thấy một lon sữa bò nước nó bao nhiêu, thì chúng ta đi tiểu trong thời gian bao lâu, từ nhỏ tới lớn chúng ta có kinh nghiệm đó rồi. Còn nếu mỗi ngày mà chúng ta đi nhiều hơn đến 8 lần trở lên thì là vấn đề rồi. Lúc đó có thể bàng quang tăng hoạt, có thể gì đó, nhưng mà cái lượng nó sẽ không có được như chúng ta muốn. Mỗi lần đi có chút xíu hà. Đó, thì chú ý cái thói quen của chúng ta, cứ mỗi ngày chừng khoảng 4 đến 6 lần. Chứ đừng có thấy tôi đi 4 lần cái chết queo rồi tôi đi ít hơn, không phải. Có thể 4 lần đó cái lượng nó nhiều hơn, nhưng mà nếu trung bình là 6 lần thì cứ mỗi lần lon sữa bò thì là an toàn. Thì chúng ta cũng đã biết rồi đó, về rối loạn tiểu tiện thì có thể đến được rất là nhiều nguyên do, nhưng mà là rối loạn tiểu tiện một khoảng thời gian dài thì nó có để lại hậu quả gì nghiêm trọng không bác sĩ? Rất nhiều hậu quả, bởi vì hàng ngày chúng ta vẫn ăn, vẫn uống, vẫn sinh hoạt, và cái chuyển hóa cơ thể nó cũng vẫn như thế. Thì nếu mà nó động ở bàng quang mà nó không tháo ra được, cái chuyện đầu tiên là ở tại bàng quang nó khổ sở cái đã. Nếu mà bí tiểu mà cái bàng quang nó căng phồng lên, đau tức không chịu được, chúng ta
chúng ta không chịu nổi đâu. Thì lập tức là người thầy thuốc sẽ phải đặt cái ống xông để dẫn cái nước tiểu ra. Bây giờ tới trường hợp thứ hai là thận nó không sản xuất ra nước tiểu. Thì như vậy khi thận không sản xuất nước tiểu thì nó ứ các chất độc lại, thì nó gây hàng loạt những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Kế nữa, ứ lại đó nó gây nhiễm trùng. Nhiễm trùng bàng quang, nhiễm trùng niệu đạo. Hai cái này, cái nhiễm trùng đó nếu mà chúng ta không điều trị, nó sẽ dẫn ngược dòng, nó gây ra nhiễm trùng thận thì nó càng nặng nề hơn. Nội chứ tôi kể ba cái chuyện như thế chúng ta thấy hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lúc đầu thì chúng ta chỉ nói là rối loạn tiểu tiện thì nghe có vẻ như khá là đơn giản, nhưng mà bác sĩ phân tích ra rõ ràng thì mà là theo trai thấy thì nó hơi bị bên căng cạnh thẳng đó. Nó còn một cái chuyện nữa mà tôi quên đó. Trẻ đó, thí dụ như cỡ Ngọc Trai nè, mà đi tiểu lắc nhắc, mặc cảm vô cùng, thiếu tự tin. Không phải yếu mà là thiếu tự tin. Chút xíu phải chạy toilet, ít ai để ý, cá nhân người đó chịu đựng thôi. Đó là cái mất tự tin trong cuộc sống. Mà mất tự tin ở giới trẻ thì tội nghiệp lắm. Mình có cái cách phòng tránh nào mà là nó có thể kể tên cụ thể không bác sĩ? Ngoài cái vấn đề là mắc tiểu đi tiểu đi. Cái phòng tránh đó thì đúng như em nói, mắc tiểu nên đi tiểu. Nhưng chúng ta cũng phải chú ý tới những chuyện khác, phải uống nước đủ. Và khi chúng ta uống nước đủ 1 lít rưỡi đến 2 lít mỗi ngày thì chúng ta đi tiểu ra khoảng 1 lít 2. Chúng ta cứ nhớ như vậy. Bên cạnh đó đó, những cái phòng tránh khác, chúng ta vệ sinh nè. Bởi vì khi đi tiểu đó thì có thể cái nước tiểu từ bên trong nó không có bị gì, nó không có nhiễm trùng, nó không có gì. Tuy nhiên khi cái giọt nước tiểu cuối cùng còn lại, mà nếu cái quần lót của chúng ta vô tình quên thay, chúng ta máng đâu đó bụi bẩn, tất cả rất nhiều cái cơ hội để có thể nhiễm trùng, nó gây nhiễm trùng ngược dòng, nó từ ở ngoài nó đi vào thì nó cũng có thể gây rối loạn tiểu tiện. Bên cạnh đó đó, đối với người trẻ đó thì không có để ý cái chuyện này, nhưng đối với cái người bắt đầu có tuổi một chút thì nên tập. Cái tập đó người ta hay dùng gọi là cái bài tập cái gel đó, cái bài tập nhịn tiểu. Cái nhịn tiểu là không tốt, nhưng mà mỗi lần cần thiết phải nhịn tiểu thì chúng ta hay nhíu cái đường tiểu lại, hoặc là chúng ta tạo một cái tình trạng co thắt của cái cơ sàng chậu hay là của cái bộ phận sinh dục. Nói chung mỗi lần như vậy khi hít thở chúng ta đều co thắt cái cơ như vậy đó, thì nó tập một cái thói quen rất là tốt để cho mỗi lần mắc tiểu thì cái cơ đó, cái thần kinh nó điều khiển cơ nó hoạt động tốt. Thì như vậy tập luyện nè, uống nước đủ trong ngày và không nhịn tiểu, đó là những cái mà chúng ta có thể phòng tránh được những cái rối loạn tiểu tiện về sau. Tự nhiên xong cái qua tần số thì em thấy là thực ra là bản thân em mắc lỗi khá nhiều, và cũng may mắn sao mà mình không có tới nỗi là bị bệnh. Nhờ những ý kiến đến từ bác sĩ cũng như là nhờ chương trình Bác Sĩ Nói Gì mà Ngọc Trai cũng như là các bạn khán giả sẽ lưu tâm được một vài ý kiến rất là bổ ích cũng như là những kiến thức cực kỳ bổ ích các bạn ạ. Và thời lượng chương trình Bác Sĩ Nói Gì đến đây cũng đã tạm thời kết thúc. Mà Ngọc Trai rất mong các bạn khán giả sẽ luôn luôn ủng hộ chương trình Bác Sĩ Nói Gì nha. Chương trình Bác Sĩ Nói Gì được phát sóng vào lúc 9:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Nhớ nha, nhớ đón xem Bác Sĩ Nói Gì cũng như là ủng hộ chương trình Bác Sĩ Nói Gì. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.